Chào với cả anh em nhé, hàng lại về rồi đây. Và ngày hôm nay thì anh em nào mà chậm chân thì chắc chắn là sẽ không còn phần. Và đây mình sẽ review cho anh em một trong những cái sản phẩm mà chắc chắn được rằng là với tất cả những anh em yêu thích sự bụi bặm đó, yêu thích những cung đường và hay mặc quần bò thì sẽ không thể bỏ qua được một trong những cái sản phẩm được gọi là siêu phẩm tại G2. Đây là mã sản phẩm mang mã số 26 với thiết kế theo phong cách đốc classic band, toát lên được vẻ đậm chất ngầu và trông nhìn rất là chắc chắn đó. Nhưng ngoài ra thì nhìn nó lại không bị thô anh em ạ, một sản phẩm đốc nhưng mà lại không bị thô, mà nó lại trông rất là bay và gọn gàng. Về cái chi tiết phần mũ này, mình rất là thích cái chi tiết phần mũ. Bề mặt da thì vẫn được làm từ da bò 100% đó. Phần kết nối giữa phần đế và phần da thì được khâu viền chắc chắn, điều này thì khỏi nói rồi. Đây là một trong những cái đặc thù của cái sản phẩm này, và phần đế thì được làm từ đế đốc đó. Đây là một trong những cái phiên bản đế gọi là đậm chất bền bỉ, đại diện cho sự bền bỉ, vì anh em đã đi có thể là một vài năm không hề hấn gì đó. Điều đặc biệt ở phiên bản này mà mình mang lại cho tất cả anh em đó chính là chi tiết phiên bản cổ lửng, giúp cho tất cả anh em tăng chiều cao lên 6,5cm mà không hề lộ một chút gì luôn đó. Bên mình sẽ hỗ trợ tặng cho tất cả anh em một chiếc lót tăng chiều cao, và chúng ta sẽ mặc vào trong này đây đó. Và khi đặt vào thì tất cả anh em chúng ta sẽ tăng lên được 6,5cm, trông rất là đẹp trai nhưng mà không hề lộ một chút gì đó. Và khi mà chúng ta nó tăng chiều cao vào ấy, thì cái phiên bản cổ lửng ấy nhìn nó là cổ lửng thôi, nhưng mà cái này nó chỉ qua mắt cá chân một tí thôi anh em ạ, cho nên là rất là thoải mái đó. Số lượng thì không có nhiều, anh em yêu thích sản phẩm thì hãy để lại ngay số điện thoại ở phía dưới clip để mình liên hệ và gửi hàng tất cả anh em. Xin cảm ơn anh em.